Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cầu Vồng Review của mình. Trước khi đến với bộ truyện siêu bánh cuốn ngày hôm nay, các bạn đừng quên ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Giờ mình cùng vào chuyện luôn nào. Sau khi về nhà, anh ngồi trên ghế, nhìn cô nấu đồ ăn, anh nghĩ thầm loại cảm giác ấm áp này thật tốt. Cô lúc này đang ở trong bếp trổ tài nấu ăn. Cô giơ tay lên trên kệ bếp lấy chai nước tương, vì kệ quá cao nên cô nhón mãi mà vẫn chưa lấy được. Anh đột nhiên từ đằng sau xuất hiện với lấy hộ cô. Khoảng cách hai người gần nhau như vậy khiến cô ngại ngùng, tim đập thình thịch. Cô vội quay sang ngạc nhiên hỏi, sao anh lại qua đây? Vì quá căng thẳng nên cái đồ nấu ăn của cô đã vô tình đụng vào làm dơ áo sơ mi của anh. Thôi xong rồi, cái áo này rất đắt, mình không đền nổi. Cô vội vàng lấy khăn lau miệng rối rít nói, xin lỗi, tôi không cố ý. Cô thầm nghĩ có điều cơ bắp này cảm nhận cũng không tồi nha. Anh đột nhiên cất giọng hỏi, sờ đủ chưa? Khiến cô sượng chín mặt, quê quá thì phải chạy ngay đi. Vì thế cô đành tìm cớ chạy đi, vừa chạy vừa nói, tôi đi tìm cái áo khác thay cho anh. Anh nhíu mày, nhà cô còn có quần áo của đàn ông sao? Cô trả lời, không, là đồ của cha tôi, không có người đàn ông khác. Chạy về phòng, cô lẩm bẩm, Diệp Lưu Sa, mày vừa làm cái gì vậy, tỉnh lại mau. Diệp Lưu Sa đều là ảo tưởng, mày đừng để bị nhan sắc của anh ấy mê hoặc. Thôi chuyện này nghĩ sau, bây giờ phải đi tìm quần áo trước đã. Thấy cô một hồi lâu vẫn chưa ra, anh bước vào hỏi, sao tìm lâu vậy? Nhìn thấy body mềm 6 múi của anh, khiến cô xỉu ấp xỉu đao đứng ngẩn ra ngắm nhìn. Cô chợt tưởng tượng ra cảnh tượng lãng mạn hai người với nhau. Nhìn thấy cô đứng đờ ra miệng còn chảy nước miếng, anh cua cua tay. Khóe môi anh cong lên hỏi, cô nhìn đủ chưa? Cô lúc này quê muốn đội quần, câu hát quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê chúng mình quê quá vang lên trong đầu cô. Lúc này đột nhiên bên ngoài tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên, Diệp Lưu Sa mau mở cửa ra, tôi biết trong nhà cô có đàn ông, mau mở cửa cho tôi, đừng để tôi phải nóng lên. Cô đưa đồ cho anh nói, bạn trai cũ tôi tới làm phiền, anh mặc đồ vào đi, tôi đi đuổi hắn. Thấy cô định rời đi, anh tiến sát lại gần cô nói, nếu đã là bạn trai cũ thì đừng quan tâm đến hắn nữa. Cô trả lời, thần kinh của bạn trai cũ của tôi không được bình thường, tôi sợ anh ta lên cơn thì rất phiền. Cô còn chưa nói dứt lời thì anh tiến lại hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Ngẫn người một lúc, cô vội đẩy anh ra, điện hạ, chúng ta không là gì của nhau cả, không thể như vậy. Thấy đôi tay của cô đang run lên, anh xoa tay vô dịu dàng nói, nha đầu ngốc. Tên cha nam lúc này ở bên ngoài đập cửa càng mạnh hơn, Diệp Lưu Sa rốt cuộc cô đang lề mề cái gì, còn không mau mở cửa, ông đây sẽ không khách sáo nữa đâu. Thấy tên cha nam ngày càng đập mạnh hơn, cô vội chạy ra ngoài xem tình hình như thế nào. Lúc này tên cha nam đang ngồi bệt ở dưới đất, hắn thấy cô ra thì ngước nhìn cô. Hắn mỉm cười gọi tên cô, Sa Sa. Sau đó hắn tiến tới định ôm chầm lấy cô, Sa Sa, em đừng rời xa anh nữa. Cô cảm thấy ghê tởm với lại đàn ông này, lúc có không giữ mất rồi lại đi tìm. Đúng là trần đời sơ hở là lại chán cơm thèm phở, cô vội né sang một bên, Khương Tồn Hạo anh say rồi. Thấy cô né mình như né tà, mặt hắn đen lại tức giận nói, Diệp Lưu Sa, tôi thấy cô mang đàn ông khác về, có phải là vì hắn mà cô mới rời xa tôi không? Nói rồi tên cha nam vội chạy vô nhà, để tôi xem hắn rốt cuộc là ai, hôm nay tên này không xong với ông đây đâu. Khi nhìn thấy người đàn ông, hắn không còn vẻ mặt hổ báo cáo chồn ban nãy nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt sượng chân toát mồ hôi hột, không tin vào mắt mình. Anh lúc này nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa khoanh tay nhìn hắn. Khương Tồn Hạo ngạc nhiên không thốt lên lời, hắn lắp bắp nói, chú nhỏ. Nghe hắn gọi như vậy, cô cũng đứng hình mất vài giây. Cái gì chú nhỏ sao? Khương Tồn Hạo nắm chặt tay trong cơn bàng hoàng, sửng sốt không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, đây không phải là sự thật. Vì quá bất ngờ choáng váng cùng với cơn men say ngấm trong người nên hắn ta đã gục ngã, bất tỉnh nhân sự nằm xuống đất. Trên chiếc xe, hắn ta vẫn nằm ngủ ngất lịm thì cô lên tiếng hỏi han, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Anh cất tiếng trả lời, đưa hắn ta đến bệnh viện trước. Cô suy nghĩ trầm mặc, rơi vào thế giới nội tâm chăn trở đầy biến động, bây giờ chắc hẳn anh ấy không muốn nói chuyện với mình. Thế là cô vì muốn xua tan bầu không khí căng thẳng này, mở cửa ghế sau mà rằng, tôi vẫn nên ngồi ghế sau thì hơn. Anh liếc nhìn biểu hiện của cô, vẻ mặt khó chịu hiện rõ, tỏ ra không hài lòng thoải mái. Chiếc xe vội vã tới bệnh viện băng đi trong đêm tối. Ngồi trên xe, cô nắm chặt lấy tay mình, sắc mặt của anh ban nãy thật khó coi, anh ấy đang tức giận sao, là đang tức giận thay cho Khương Tồn Hạo sao, dù sao bọn họ cũng là chú cháu. Hai người ngồi trên xe không ai nói với ai câu gì, cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt mà suy tư liên hồi. Bỗng nhiên tên cha nam tỉnh dậy, hắn nắm lấy cổ tay cô lúc nào không hay, trong cơn miên man vẫn thốt ra những lời lẽ hoang đường, Sa Sa anh yêu em, u là trời vẫn muốn vả mặt tên cha nam này quá mấy ni ơi, có không giữ mất đừng tìm nha anh trai. Anh vừa lái xe vừa quan sát hành động của hai người họ, tên cha nam vẫn mặt dày dám mở miệng tiếp, đừng rời xa anh, Lưu Sa cảm thấy rất chối tai, cau có mặt mày gào lên, anh bỏ tôi ra. Anh nhà không nhìn được nữa, đạp phanh xe gấp gáp trong cơn thịnh nộ. Thế là cả hai người phía sau chao đảo nghiêng ngả trước cú dừng xe đột ngột. Đầu họ đau như búa bổ, choáng váng tựa như ngàn vì sao xoay quanh. Anh nắm lấy tay cô ra lệnh, nhấn mạnh, xuống xe.
Cô sững sờ đơ người ra, hoàn toàn choáng váng trước sự việc bất ngờ này. Anh đang làm tôi đau đó, với vẻ lạnh lùng và dửng dưng. Anh hất tay cô ra như thể mọi cảm xúc đều đã tan biến. Bị bỏ rơi một mình, cô không thể nào không ngạc nhiên rồi lên tiếng. Điện hạ, anh đang tức giận sao? Trong lòng cô suy nghĩ. Sao mà cứ thế rời đi rồi? Anh cau có mặt mày, trả lời cô bằng giọng gắt gỏng. Tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện, cô tự quay về đi. Nhìn theo chiếc xe lặng lẽ rời xa, cô thở dài một cách ngao ngán. Cảm giác thất vọng và bất lực tràn ngập trong lòng, đúng là giận thật rồi. Cô trở về nhà tìm đến máy tính, con chuột để cắt đôi nỗi sầu. Tổ hợp thao tác với mình sao? Cô giận cá chém thớt, khuôn mặt đen xịt đầy căm hờn, xem bổn cô nương ngược chết mi đây. He he he. Lô Vi sờ chán cô, kiểm tra lại nhiệt độ, vì biểu hiện khác thường lạ lùng, hôm nay cậu về sao mà nóng nảy vậy, cũng đâu có sốt đâu. Lô Vi đưa cho cô tấm thiệp mời, hí hửng cười tươi rói với hy vọng hạ hỏa con hổ trong cô, nghe nói mấy ngày nữa có một buổi đấu giá từ thiện, sẽ có cả hoàng gia tham gia nữa, điện hạ nhà các cậu cũng đi đấy, cậu có muốn đi cùng không nè. Nhưng nào biết càng nói cô càng điên máu trong ngươi, lạnh lùng ném tấm thiệp mời lên bàn không quan tâm với thái độ bực dọc, thôi vậy. Sau đó cô cảm thấy mệt mỏi tột cùng, nằm nhoài xuống với một cảm giác cạn kiệt sức lực, cô không còn tâm trí để chơi game hay suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa, ngài ấy bây giờ chắc chắn đang cảm thấy tớ rất phiền toái. Bỗng nhiên có chuông điện thoại reo tới, cô vui mừng cầm điện thoại trên tay, với niềm mong chờ háo hức lấp lánh trong ánh mắt, nhất định là anh ấy gọi tới, nhưng đầu dây bên kia là của ba cô chưa không phải ai khác. Cô nhấc máy với tinh thần miễn cưỡng, cảm giác thất vọng ê chề dâng trào và bao phủ tâm trạng, không phải là ngày ấy, cô trả lời điện thoại trong mệt mỏi. Alo ba hả, chẳng phải ba đang ung dung tự tại ở nước ngoài sao, hôm nay lại có thời gian gọi điện cho con vậy. Ba cô là Diệp Bột Hải vừa hút thuốc trên ban công, vừa nghiêm túc nói với cô, con gái gần đây có buổi đấu giá từ thiện, con thay mặt ba đi tham dự đi. Cô chống cằm ngao ngán nhìn quanh, rồi từ chối ngay lập tức với một vẻ mặt không buồn quan tâm, con không đi. Hiểu rõ đứa con bướng bỉnh khó chiều của mình, ba cô ra điều kiện, cho con 1.000 vạn đi đấu một món trưng bày, khoảng còn lại đều là của con. Số tiền khổng lồ làm cô há hốc miệng đứng hình. 1.000 vạn ư, tiền đã mua chuộc con người ta, cô với ba kết thúc cuộc gọi trong nhanh gọn. Sau đó cô chờ mong tin nhắn, kiểm tra đi kiểm tra lại hộp thư một cách vô thức. Lô Vi cũng bất lực thay trước cơn chấp mê bất ngộ, người cô đơn thường không hiểu bọn yêu nhau nghĩ gì, ái tình đúng là khiến người ta phát điên mà. Mấy ngày sau, trong bữa tiệc tối, mọi người đều ăn mặc sang trọng, lịch lãm và quý phái, với những bộ cánh kiêu sa đắt đỏ được dát lên cơ thể, tôn lên vẻ rực rỡ và sự tinh tế. Cô lúc này bước vào với bộ quần áo thể thao thoải mái, đơn giản mộc mạc như người lạc quẻ, khiến cho Lê Mỹ Cầm cũng phải đặt ra nghi vấn. Diệp Lưu Sa, sao cô cũng tới đây? Cô ta đến gần với ý định chê cười và nhạo báng, khiến không khí trở nên căng thẳng và khó chịu. Đừng nói cô đến tham gia tiệc tối đó nhé, ăn mặc như thế này sao lẻn được vào đây vậy? Cô không nhún nhường mà đáp lại khẳng khái, cô có thể tới cớ sao tôi lại không thể? Mỹ Cầm tự rát vàng lên mặt, tự kiêu tự đại, đồng thời giơ tay và làm màu một cách phô trương. Tôi là đại diện cho đá quý Lê, thế còn cô là cái thá gì? Lưu Sa không thèm đôi co với kẻ lắm mồm, nhanh chóng quay lưng và rời đi một cách dứt khoát. Ôi chao ghê quá, không còn gì thì tôi đi trước đây. Mỹ Cầm khoanh tay, cười châm chọc và tiếp tục xỉa sói, đặt điều liên tục, tác phong trong trường của cô chẳng ra gì. Hôm nay không phải đến để định câu chồng đại gia đó chứ? Mọi người xung quanh đã biến buổi tiệc thành một cái chợ, bàn tán xôn xao không ngừng. Người nào người nấy đều là quần chúng ăn dưa xen vào câu chuyện của người khác. Sao học sinh bây giờ toàn thế này vậy? Chật chật, đúng là không còn mặt mũi nào hết. Chỉ dáng vẻ đó của cô ta sao lại còn mộng tưởng câu chồng đại gia, nằm mơ giữa ban ngày à? Cô đưa ra tấm thiệp mời trang trọng để vào mặt lại, tôi đây là thay mặt Diệp Bội Hải tới tham gia buổi tiệc này. Nhưng tất nhiên cô ta chỉ thêm cảm giác buồn nôn, cười đùa miệt thị hơn mà thôi, xin cô đấy bịa chuyện thì cũng nên đánh một bản nhạc trước đi chứ. Mỹ Cầm tiến lại gần người Lưu Sa, cố gắng nói to để mọi người đều nghe thấy, ây da, cô không phải là tình nhân được Diệp Bội Hải bao nuôi bên ngoài đó chứ? Mọi người có mặt lại tiếp tục buôn chuyện rôm rả. Trong cơn tức giận nghẹn lòng của cô, đúng là không cần mặt mũi nữa mà, học sinh bây giờ sao toàn thiết làm tiểu tam sugar baby thế. Cô nắm chặt tay, run rẩy không thể kìm nén nổi cơn tức giận, cô cảm thấy nhục nhã và bị tổn thương sâu sắc trước sự xúc phạm như vậy. Và thế là cô đã tương tác vật lý, giáng một cái bạt tai làm cho cô ta đau điếng người. Cô cảnh cáo, ngậm cái mồm thối của cậu lại. Mỹ Cầm ôm lấy mặt sưng vù của mình tức tối căm phẫn, mày dám đánh tao. Cô giơ tay biểu thị thái độ có thể lặp lại hành động vừa nãy bất cứ lúc nào, nếu vẫn cứ luyên thuyên không dứt, nếu như cái mồm của cô không sạch sẽ, lần sau tôi vẫn sẽ đánh tiếp. Và rồi cô quay người rời đi trong hào quang rực rỡ, ung dung bước về phía trước. Anh lúc này cao ngạo bước đến với nụ cười hài lòng, ha ha thú vị. Mỹ Cầm quay người lại theo phản xạ tự nhiên, là ai? Cô cảm nhận được âm thanh quen thuộc, giọng nói này chẳng lẽ là... Mọi cô gái đều phải siêu lòng trước màn xuất hiện của anh, họ đổ gục trái tim hết lòng khen ngợi nói, chu cho mẹ ơi là công tước điện hạ. Đẹp trai quá đi mất, nghe nói công tước điện hạ vẫn còn độc thân đó.
Cô ngoảnh về phía anh mà ngẫm nghĩ, anh ấy cũng đến rồi sao? Cô rơi vào trạng thái miên man suy tư, những câu hỏi bùa vây tâm trí, hình như lần trước bởi vì chuyện của Khương Tồn Hạo mà khiến cho anh ấy không vui, sau đó cũng không thèm liên lạc với mình, lần này sẽ không. Thế nên cô vô cùng lo sợ, thế là cô quyết định nhắm mắt mặc kệ, nhỡ đâu ngày ấy còn tức giận, bỏ đi mình nên chuồn trước đã. Đang định chuồn khỏi trốn thị phi đầy rẫy ra ma, thì có một bàn tay giữ cô chặt lại, đôi mắt cô kinh ngạc mở to. Anh nghiêm nghị không vui mà hỏi, cô trốn cái gì chứ? Cô nhất thời không kìm lòng được trước vẻ đẹp xuất sắc tuyệt trần này, khi đối diện ở cự ly gần, bộ mặt này đúng là đẹp xuất sắc. Tự nhiên Mỹ cầm mặt dày không biết xấu hổ từ đâu chui ra làm quen, chủ động đưa tay ra với lời làm quen trơ trẽn. Xin chào công tước đại nhân, tôi là bạn của Lưu Sa, chúng tôi học cùng trường, tôi là thiên kim của châu báu Lê Thị, gọi tôi là Lê Mỹ Cầm. Cô ta niềm nở bấy nhiêu thì bị hắt hủi từ chối bấy nhiêu, công tước đại nhân cũng đến tham gia yến tiệc tối nay sao, nếu như ngài không để ý tôi có thể đi vào trong cùng ngài. Anh giật phát tay cô ta, không để nó chạm lên bất cứ chỗ nào trên cơ thể, yến tiệc tối nay chất lượng thấp đến vậy sao, loại người nào cũng được mời vậy. Anh lại quay sang mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu, giơ tay ra gọi mời cô, nếu vị tiểu thư này có thể cùng tôi bước vào, cũng không coi là uổng công đi một chuyến. Đám đông xốn sang một lần nữa, thái độ của họ lại thay đổi quay mắt như trong chóng. Cô gái này là ai, nhìn bộ dáng không giống như là đến tham gia yến hội, qua thật ngưỡng mộ cô ấy vậy mà được công tước đại nhân xem trọng. Anh ôm lấy cô vào lòng, nhìn bằng đôi mắt âu yếm yêu thương dò hỏi. Trong đầu cô có phải đang nghĩ vài thứ kỳ lạ không? Cô xua tay phủ nhận, tôi không có, thật sự không có. Bàn tay anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô đặt vào mình. Hai người hiên ngang bước đi như một cặp đôi nồng cháy tình cảm. Đi thôi, theo tôi vào trong. Lúc đang ngọt ngào dư vị tình yêu, thì một âm thanh thốt ra làm khuấy động tâm trí cô. Lưu Sa cô cũng đến rồi, nhanh như chớp cô bỏ bàn tay mình ra khỏi người anh. Anh liếc nhìn khó chịu vô cùng, cơn giận ùa về trong đôi mắt sát khí của anh. Khương Tồn Hạo lên tiếng trêu chọc đá xoáy không ngừng, chú nhỏ ở đây là bạn gái đồng hành của chú sao? Hắn ta tiến lại gần mở miệng khinh bỉ, lời nào lời nấy đều nồng nặc mùi chế giễu. Sao có thể ăn mặc thế này đến yến hội được chứ? Anh cũng tỏ thái độ chán ghét coi khinh, sao ở đâu cũng có mặt cậu vậy? Trong lòng Khương Tồn Hạo thật ra là cả cơn bão tố ùa về bạt vía, cô ta thật sự là cùng với chú nhỏ sao? Không muốn phí thời gian vô bổ với đám người này, anh nắm lấy tay cô kéo cô cất bước, chúng ta đi thôi. Cô mím chặt môi căng thẳng không ngừng, cô tự oán trách cơ thể vô dụng này, tại sao mỗi lần gặp Khương Tồn Hạo mình đều lúng túng bất lực như vậy, nếu muốn bắt đầu cuộc sống mới, mình phải tránh xa tất cả những thứ có liên quan đến anh ta, bao gồm cả công tước điện hạ. Thế là cô mạnh mẽ vượt lên giới hạn của bản thân buông tay trong gang tấc, ngài đi trước đi, dù đang bực bội anh vẫn hỏi lại gằn giọng từng chữ, cố giữ bình tĩnh trong khi cảm xúc bên trong đang dâng trào, cho phép cô nói lại lần nữa. Cô nắm chặt tay để ổn định cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Điện hạ ngài đi trước đi. Anh bóp chặt tay mình, cơn tức giận dâng lên tới đỉnh điểm. Hay hay lắm, cơ thể anh căng cứng và vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Năm lần bảy lượt mình đã nhún nhường, chỉ đáng tiếc có những người căn bản không chú ý. Mình là đến đây để cho cô ta trà đạp như vậy sao? Thế là anh rời bước mặc kệ tất cả. Tại bữa tiệc MC chỉ vào vật phẩm trên bàn rồi thông báo, nhẫn kim cương này là do Vân Duệ Tiên Sinh của tập đoàn Trình Thị Thủy tự tay chế tạo. Một chiếc nhẫn xinh đẹp tinh xảo từng chi tiết, lấp lánh ánh vàng tỏa sáng được MC tung hô tán dương. Cô dùng ánh mắt trầm trồ, thích thú mà ngắm nghía nó không ngừng, từ sau khi thái tử gia của Trình gia tiếp quản Trình thị đã lâu rồi không tham gia thiết kế, sao lần này lại còn tự tay chế tạo ra vậy? Trịnh Tiểu Lâm òa vào lòng tên cha nam tỏ ra nũng nịu đáng yêu, "Oa, anh xem kìa chiếc nhẫn này đẹp quá." Tên cha nam ôm lấy cô ta mỉm cười chiều chuộng, "Em thích nó sao?" Cô ta đỏ mặt ngại ngùng gợi ý sâu xa, "Tồn Hạo, đúng lúc chúng ta đang thiếu nhẫn đính hôn." Họ chưa kịp thích thú bàn kế hoạch thì tiếng hô vang chốt kèo đã lên tiếng, 100 vạn. Đôi cha nam trà xanh ngoảnh lại tức tưởi, Trịnh Tiểu Lâm ánh mắt căm thù không cam lòng. Lưu Sa, cô ngoại trừ đàn ông sao còn muốn cướp nhẫn của tôi vậy? Tên cha nam bực dọc thắc mắc, một mình cô muốn mua nhẫn để làm gì? Cô bình thản đáp lại họ, pháp luật có quy định không thể mua nhẫn cho mình ư? Ánh mắt tên cha nam trải qua một loạt cảm xúc phức tạp, từ sự rối ren và nghi ngờ, chuyển dần thành căm phẫn mãnh liệt, rồi cuối cùng là sự chua chát và đắng cay. Như thể tất cả những cảm xúc tiêu cực đang đè nặng, hắn cầm bảng đấu giá 200 vạn không chịu thua. Cô chơi đến cùng ra giá 300 vạn, tên cha nam lại trả giá 500 vạn. Hắn ta quay về phía sau mỉm cười đắc thắng, cho rằng mình đã sở hữu được chiếc nhẫn. Đừng cố nữa, cô không thể nào mua nổi đâu. Cô là vua lì đòn, cô không chịu thua như vậy được. Thế là cô bèn ra giá 1.000 vạn mà mình có, bằng mọi giá phải chiến thắng tên cha nam trước mắt này. Thấy cô đột nhiên giàu có lạ thường như phú bà, tên cha nam không thể nào không nghi ngờ. Lẽ nào chú nhỏ thật sự bao nuôi cô ta sao? Đúng là trời sinh một cặp, tà xanh cũng có suy nghĩ tiểu nhân không kém. Xa xa, cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Cô không phải được bao nuôi đó rồi chứ? Mấy người xung quanh ngoảnh về phía cô, đổ dồn ánh mắt nhìn đánh giá phán xét, chả trách trên người toàn đồ rẻ tiền, sao mà có 1.000 vạn được chứ?
Không phải chứ, thực sự là người tình của Diệp Bột Hải đó sao? MC mỉm cười tuyên bố to vang, 1.000 vạn lần 1, 1.000 vạn lần 2, nếu như không có ai trả giá, nhẫn kim cương này sẽ thuộc về tiểu thư xinh đẹp kia. Cứ ngỡ chiếc nhẫn sẽ do cô sở hữu, MC cầm búa trịnh trọng, 1.000 vạn lần. Đúng vào thời khắc cuối cùng, anh giơ tấm biển số lên với giá 5.000 vạn đổi lấy một chiếc nhẫn. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, trước sự ra tay hào phóng khoa trương hết mức này, ai ra tay hào phóng vậy, chiếc nhẫn này đáng tiền vậy sao? Chỉ có cô đang trải qua cơn khủng hoảng, nơm nớp lo sợ, điện hạ ngày ấy bây giờ nhất định sẽ hận chết mình sao? Dù vậy nhưng cô đã quyết tâm vững chí kiên định với lựa chọn của bản thân. Xin lỗi nhưng mà tôi bắt buộc phải rời xa các người, mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. MC càng thêm vui vẻ hào hứng chốt giá, 5.000 vạn lần 1, 5.000 vạn lần 2, còn có người ra giá không? Không có thì sẽ thành giao. 5.000 và lần 3 thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này mời lên sân khấu. Anh bước lên phía trên để nhận lấy chiếc nhẫn. Cô ở dưới đau đầu phân tích, tận dụng toàn trí lực suy đoán. Điện hạ này là vì giận mình mới làm như vậy ư. MC trao nhẫn cho anh không quên trêu đùa dí dỏm. Không biết là cô gái may mắn nào, có thể khiến cho vị tiên sinh này tiêu nhiều tiền để như vậy. Mấy cô gái lại đánh rơi tim chết đổ, vì vẻ đẹp phong trần lãng tử ngầu lòi của anh. Đẹp trai quá, vừa đẹp trai lại giàu, quá hoàn hảo rồi. Một lát sau họ lại overthinking chuyển sang làm thám tử. Đây không phải điện hạ sao? Lúc nãy nhìn thấy ngày ấy 11 cô gái đến, thế này là định cầu hôn ư? Không phải chứ, ăn mặc của cô gái vừa nãy rất quê mùa, điện hạ sẽ không có mắt nhìn như vậy đâu. Trịnh Tiểu Lâm không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã phũ phàng này, cơn đố kỵ trỗi dậy bùng nổ. Dựa vào cái gì mà ai cũng thích cô chứ? Anh chạm vào chiếc nhẫn, hờ hững mà bình thản. Chiếc nhẫn này vừa hay trong nhà nuôi một con mèo mua về cho mèo chơi. Cô nghẹn lòng với cảm giác chua chát ào ạt ùa về, chiếc nhẫn 5.000 không phải mua về cho người trong lòng mà làm đồ chơi cho mèo, đây là loại thổ hào gì vậy? Dù không ôm bất cứ mong chờ nào, nhưng cô vẫn cảm thấy nhói đau trong tim tan tác thành trăm mảnh, tại sao mình lại cảm thấy đau lòng đến thế? Nhân cơ hội này Trà Xanh lại chế giễu cười nhạo cô trong thỏa mãn phấn khích, Lưu Sa, người đó anh ta không phải bạn trai của cô sao? Sao lại không tặng nhẫn cho cô chứ? Tên cha nam trầm ngâm không vui, ánh mắt đăm chiêu quan sát cô rời bước lặng thầm. Tại phòng vệ sinh, cô rửa sạch mặt cho tỉnh táo rũ bỏ tất cả phiền muộn, đắng cay đã dày vò hành hạ cô. Cô mỉm cười mặc kệ nước mắt tuôn rơi, tự trấn an lấy sự bất ổn nội tâm. Cô đã kiên quyết nỗ lực, tất cả đã qua rồi Khương Tồn Hạo cái gì, Trịnh Tiểu Lâm cái gì, còn có điện hạ nữa, tôi muốn rời xa các người. Và rồi cô đi ra ngoài trong nhẹ nhõm hơn hẳn, cô bước đi trên hành trình mới, khao khát mới, gác bỏ quá khứ tủi hổ. Một bàn tay nửa thần nửa quỷ kéo mạnh cô, làm cho người cô nghiêng ngả đổ về phía sau. Cô bị dí sát vào tường trong đau đớn bị động, Khương Tồn Hạo ấn người cô nắm chặt tay thô bạo quát lớn, Diệp Lưu Sa sao cô lại sa đọa đến mức này, cô sững sờ không ngờ lại là tên thô bỉ âm hồn bất tán này, Khương Tồn Hạo buông tôi ra. Cô nắm chặt tay còn lại gào lên, với ánh mắt lóe tia lửa điện mạnh mẽ, không dễ bị ức hiếp chà đạp, anh muốn dở thói bị ổi gì, tôi cảnh cáo anh đừng làm bậy. Cô đẩy lấy người hắn ta ra phía xa, dùng sức chống cự lại, còn tên cha nam vẫn điên cuồng hét ầm, tôi làm bậy, cô giả vờ thanh thuần cái gì, tôi hỏi cô. Lần đầu tiên của cô cho chú nhỏ của tôi hay là Diệp Bột Hải rồi? Hắn ta như mất hết lý trí và sự tỉnh táo, cơn nóng giận bùa vây kiểm soát tâm trí. Cô trực tiếp tặng hắn ta cái bạt tay dạy dỗ. Cô hét lên vùng vẫy chống cự, miệng của anh nói chuyện sạch sẽ một chút, anh có biết Diệp Bột Hải là ai không? Tên cha nam ôm mặt mảy may không quan tâm, ánh mắt thú dữ của hắn ta chỉ dán chặt vào người cô. Tôi biết ông ta là ai để làm cái gì, không phải cho cô tiền là có thể lên giường sao? Hắn ta bóp mặt cô cùng cái vuốt ve kinh tởm. Rợn sống lưng người và nụ cười man rợn, ra một cái giá đi, lão tử cho cô hết, cô cào cấu kháng cự yếu ớt, đừng, thả tôi ra. Nước mắt cô tuôn rơi trước số phận nghiệt ngã của bản thân. Cô từng nở nụ cười ngây thơ vô lo vô nghĩ trong sáng thuần khiết. Tên Khương Tồn Hạo này đay nghiến muốn độc chiếm cô, bộ dạng đơn thuần của cô vốn dĩ nên chỉ cho một mình tôi nhìn. Cô rõ ràng đã từng là người con gái thuần khiết, bản thân cũng được coi như là chân bảo. Trong phút giây này cô gần như đã chết tâm. Mọi thứ sụp đổ cùng cõi lòng tan nát, bao nhiêu thứ đều trở nên vô nghĩa, chỉ đáng tiếc cô trước đây bây giờ đã không thuộc về cô nữa rồi. Tên cha nam nhắm mắt bức bối nhăn nhó bí bách, một lòng không can tâm bị đối xử như vậy, tại sao người đàn ông khác có thể chà đạp cô mà tôi thì không được, Diệp Lưu Sa bộ mặt nhu nhược này của cô, rốt cuộc đã cho bao nhiêu người đàn ông nhìn thấy, thế là hắn ta cởi áo khoác cô ra hét thẳng vào mặt. Cô vẫn vùng vẫy dãy dụa bằng mọi cách, cô căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, anh thả tôi ra, không được, đừng để tôi phải hận anh suốt đời. Tên cha nam vẫn chìm sâu không nghe lọt tai những lời cô nói, cô hận tôi đi, Lưu Sa chỉ biết cầu xin nài nỉ trong lòng, khóc thầm nguyện ước, ai ai đó có thể cứu tôi với. Chưa bao giờ cô lại đau đớn hẩm hiu về cuộc đời canh bạc như thế, cô vẫn hoài niệm mãi năm tháng đẹp như màu hồng trước kia, rõ ràng là hắn phản bội cô rồi bây giờ lại làm như vậy, tại sao lại đối xử bất công với tôi đến thế?
đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy áo của tên cha nam lôi hắn ra. Người đến không ai khác đó chính là anh nhà, anh trực tiếp vứt thẳng hắn ta xuống đất không chút nhân từ nương tay. Anh chạy lại về phía cô đầy lo lắng hỏi han, xa xa. Tên cha nam loạng choạng dưới đất như con ếch ộp, hắn nuốt không nổi cơn tức khi chuyện tốt giữa chừng bị phá đám. Hắn liều mạng muốn giải quyết rõ ràng giờ cú đấm xông tới, tên khốn nào dám quản chuyện của bổn thiếu gia. Anh bình tĩnh đưa súng chĩa vào đầu anh ta, lúc này tên cha nam mới biết mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa không nên đụng vào. Anh mặt lạnh như băng chĩa súng vào mặt tên cha nam không nói một lời. Hắn lạnh buốt cả cơ thể như băng, mồ hôi liên tiếp nhau tuôn rơi, nhớ về lời căn dặn kỹ càng của mẹ, tuyệt đối không được chọc giận chú nhỏ của con, thủ đoạn của hắn ta rất tàn bạo. Anh cau có mặt đen lại tính nóng như kem quát ầm inh ỏi, cút ngay lập tức cho tôi. Tên cha nam chạy thục mạng không dám ho he anh hùng thêm giây phút nào nữa, cứ thế bỏ đi trong hậm hực. Nước mắt cô tuôn rơi như suối trong uất ức tủi hổ, nói không thành lời như có gì mắc nghẹn giữa cổ họng, điện hạ. Anh cởi áo vest che chắn cho cô, rồi ôm chầm vào lòng vỗ về âu yếm, đừng sợ tôi đưa em về nhà. Đêm hôm đó, trăng tròn vành vạch tỏa sáng, tại khu biệt thự hoàng gia. Cô ngồi trên giường nhỏ bé đáng thương. Anh bôi thuốc cho cô, anh sợ cô chịu đau, lại phải trải qua cảm giác tổn thương không đáng có. Anh thoa từng vết thương trên mặt nóng lòng hỏi han, đau không? Cô mỉm cười, dường như mọi cơn đau giờ đây đã tan biến lúc nào không hay, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào hạnh phúc. Anh quan sát thấy người cô chẳng chịt vết thương, anh cắn răng oán hận tự trách bản thân, đều tại mình, lúc trước không nên tức giận với cô ấy, không nên rời khỏi cô ấy. Bôi thuốc xong anh đứng dậy nhẹ nhàng bảo ban, tôi gọi thím Lâm vào tắm cho em. Cô nắm chặt tay níu giữ anh lại cạnh bên, sự hoảng loạn sợ sệt của cô vẫn chưa thể nào tiêu biến chấm dứt, trải qua cơn ác mộng kinh hoàng làm cô hú hồn toáng loạn. Đừng đi. Anh đặt tay lên cô chuyển hơi ấm, miệng ngọt ngào dỗ dành, ngoan tôi không đi, chỉ để thím Lâm tắm cho em, tôi đợi ở đây, cô vẫn nắm chặt tay không chịu buông. Cô không biết diễn tả cảm xúc hỗn độn này bằng cách nào chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cảm nhận được phút giây yếu lòng tội nghiệp của cô, anh nhìn cô bằng sự cảm thông đồng điệu. Và rồi anh quyết định ôm trọn cô vào lòng. Trong phòng tắm anh đích thân tắm rửa sạch sẽ cho cô, từng cử chỉ đều ôn nhu cẩn thận sợ làm tổn hại đến cô. Cứ nhìn thấy tấm lưng chẳng chịt vết thương, đỏ gian khắp nơi là anh không kìm được lòng. Anh vừa cảm thấy cơn giận dữ bùng lên, vừa tràn đầy thương xót vô hạn, như thể cả hai cảm xúc đang xung đột dữ dội trong lòng. Anh nắm chặt khăn tắm, tự oán trách và không thể tha thứ cho chính mình, sự hối tiếc và lỗi lầm đang đè nặng, đều tại mình. Không biết làm gì để giải tỏa, anh đấm tay mình vào tường thật mạnh, đều tại mình không bảo vệ được cho cô ấy. Anh bất ngờ ôm cô hứa hẹn, xa xa tôi nhất định sẽ không để bất kỳ ai tổn hại đến em nữa. Đôi mắt anh rực sáng với một quyết tâm mãnh liệt, chứa đựng khí thế hừng hực. Như thể sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thử thách đang chờ đón phía trước, anh nhất định sẽ bảo vệ không cho ai làm hại em. Đêm đó chìm vào giấc ngủ nồng say, cô mở mắt bất ngờ thức tỉnh, tối quá, cô như lạc vào một thế giới bí ẩn ảo ảnh nhiệm màu. Trong nơi tối tăm mịt mù ấy cô đã chạy trốn để thoát khỏi, cửa ra ở đâu cứu mạng. Lúc này anh như ánh sáng mặt trời tỏa nắng, bước đến giơ tay sẵn sàng chào đón cô. Cô giơ tay đón nhận lấy ánh sáng của cuộc đời mình. Hai bàn tay chạm nhau và cô cảm nhận được hơi ấm nồng nàn. Cô nằm ngủ cười viên mà trải qua một đêm ngủ ngon yên bình. Buổi sáng mở mắt dậy bàng hoàng nhận ra trời đã sáng rồi. Vừa ngồi dậy cô đã nhìn thấy anh lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xa xôi nơi cửa sổ. Dáng vẻ của anh lúc sáng sớm cũng vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Anh ngoảnh lại mỉm cười nhẹ nhàng chào buổi sáng. Em dậy rồi à? Cô đỏ ửng khuôn mặt như trái cà chua tươi rói đáp lại. Vâng ạ, anh chiều mến xóa lấy đầu cô bằng tất cả tình yêu thương. Thế dậy ăn sáng thôi nào. Trái tim cô như hẫng một nhịp, hóa ra lúc anh dịu dàng nhìn rất cuốn. Anh nhẹ nhàng bước đi ra ngoài không quên dặn dò, ngoan, đi tắm trước đi anh ở dưới lầu đợi em. Trong phòng tắm chiếc khăn mới tinh đã được xếp gọn vào thành cửa. Các đồ dùng cá nhân cũng được bày biện gọn gàng sạch sẽ, cô nhìn chăm chú vào chúng không khỏi ngạc nhiên, đây đều là do điện hạ đặc biệt chuẩn bị cho mình sao? Mọi thứ đều được bày biện ra sẵn sàng, thậm chí những thứ nhỏ nhất như kem đánh răng cũng được chú trọng lưu tâm. Cô vô cùng cảm động, điện hạ còn nặn kem đánh răng giúp mình nữa, cầm bàn chải đánh răng trên tay. Cô không kìm nén được cảm xúc hân hoan vui sướng trào dâng, cảm ơn anh. Cô vui vẻ bước xuống nhà trong phong thái tự nhiên. Anh đã ngồi đó chờ cô nãy giờ, gập máy tính làm việc, lại đây đi ăn sáng thôi. Cô nắm lấy tay anh đáp lại, vâng, lúc này đây cô cảm thấy hạnh phúc vô ngần hơn bao giờ hết. Trái tim lại được sưởi ấm thêm một lần nữa, nắm tay anh bước đi trong căn nhà. Loại cảm giác ấm áp này cô đã được tìm lại sau khoảng thời gian đau khổ, làm cô không nỡ buông tay. Cô ngồi xuống bàn ăn bên cạnh anh, những món ăn đầy đủ đẹp mắt thơm phức trên bàn. Làm cô hào hứng đón chào ngày mới hơn nữa, em ăn đây. Cô ăn bữa sáng ngập tràn trong hài lòng, hạnh phúc cảm nhận từng món ăn đều chứa chan mùi vị tình yêu ngon thơm phức đặc biệt. Bỗng nhiên anh chống cằm tiến lại gần cô ngập ngừng khó nói, xa xa chúng ta, ánh mắt anh vô cùng chân thành chất chứa toàn hình bóng cô rồi cất lời, chúng ta kết hôn đi. Cô đang ăn ngon lành thì bỗng dưng nghe được lời cầu hôn làm sững cả cơ thể lại. Cô
Cô mắt đỏ tía tai, cảm xúc thăng hoa lẫn lộn, sự căng thẳng dồn nén làm cho cô bối rối không biết xử lý như thế nào. Thế là thức ăn nuốt vào cổ họng bị nghẹn lại, làm cô cảm thấy khó chịu, nhăn nhó khuôn mặt. Cô lấy tay giữ cổ họng trong nấc nghẹn, anh hốt hoảng chạy tới nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô, để thức ăn từ từ rơi xuống cùng lời nói bảo ban, em ăn chậm một chút. Tiếng ho khan của cô nấc lên, khụ khụ, thức ăn ở dưới cổ họng làm cô khó chịu không ngừng. Sau khi xử lý được nó, cô lại ấp úng căng thẳng, điện hạ, em, chưa để cô dứt lời nói tiếp thì anh bất ngờ tấn công cô bằng nụ hôn má ngọt ngào. Cô đỏ mặt, cảm giác ngại ngùng lan tỏa khắp gương mặt, khiến cô không biết phải làm sao, để che giấu sự xấu hổ đang bùng lên trong lòng, hôn má rồi. Anh quỳ gối xuống nhìn thẳng vào mắt cô, không bằng lòng gả cho anh sao, cô bèn thanh minh tiếng lòng sâu thẳm của mình, không không phải như vậy. Anh cúi mặt thở dài ngao ngán, vậy là chê anh xấu à, cô vội vã xua tay giúp anh gạt bỏ suy nghĩ ấy, loạng choạng giải thích, không phải không phải, sao có thể thế được, anh đẹp trai đến nỗi có thể là minh tinh luôn đấy, nếu anh không đẹp vậy chẳng phải tôi càng khó nhìn hơn sao. Mọi lý do đều không phải, anh vuốt về má cô hỏi rõ, vậy sao em không chịu gả cho anh. Nhìn khuôn mặt điển trai hoàn hảo từng đường nét chạm khắc, không tìm lấy được bất kỳ khuyết điểm nào, mà cô không khỏi nghĩ suy chăn trở, đúng rồi sao mình lại không gả chứ, lấy tư cách của một đối tượng xem mắt mà nói, điện hạ quá ưu tú rồi, chiều cao 1m88, 8 múi rõ rệt, có bằng thạc sĩ, còn là huyết thống hoàng gia, gả cho anh ấy chính là một món hời. Suy nghĩ một hồi lâu đắn đo cân nhắc, lắng nghe tiếng gọi nơi con tim thổn thức đập liên hồi mãi. Cô bèn đưa ra đáp án, em gả. Anh cười tươi như ánh mặt trời ban mai tỏa nắng khen ngợi cô, ngoan lắm. Anh đứng dậy không thể chờ thêm phút giây nào nữa, sẵn sàng hành động, để anh đi gọi điện thoại cho cha em xác nhận chuyện hôn sự của mình. Cô quay cuồng trước tốc độ nhanh chóng, cũng không cần như vậy chứ. Nhìn theo bóng lưng cao to đầy ấm áp, anh đang vội vã gọi điện thoại cô bỡ ngỡ thốt lên, gấp đến vậy sao, và rồi cô lại chìm trong thế giới suy tư liên hồi. Hôn nhân, điều quan trọng nhất trong hôn nhân của hai người không phải là yêu nhau sao, nhưng điện hạ anh ấy yêu mình sao? Cô nhắm mắt cố gắng trấn an bản thân mình, không muốn căng thẳng vào buổi sáng nên gạt phát nỗi buồn phiền ngay lập tức, bỏ đi trước tiên không nghĩ nữa, biết không chừng ba mình cũng không đồng ý với anh ấy đâu. Ấy thế mà anh lại hí hửng tay cầm điện thoại, ngập tràn niềm vui bao la vô tận quay về phía người cô thông báo tin vui, ok rồi, Diệp tiên sinh đồng ý rồi. Cô lại một lần nữa phụt thức ăn ra trong ngơ ngác, khuôn mặt đứng hình không tin được. Cô ho sặc sụa giật mình mà hỏi, ba tôi đồng ý rồi đủ. Anh vui vẻ ngập tràn niềm vui, đúng vậy, Diệp tiên sinh rất dễ nói chuyện. Cô giả vờ bình thản ăn uống mà trong đầu suy tư chăn trở, lão đầu này sao lại vậy chứ, còn anh có vẻ rất nóng lòng chờ mong về hôn sự này, chúng ta ăn xong bữa sáng trước, sau đó sẽ thương được chi tiết về chuyện hôn lễ. Cô cắn miếng bánh bao dở trên tay ngập ngừng trả lời, điện hạ có phải nhanh quá không, đặt bánh bao suốt đĩa, cô nghiêm túc đề nghị, hay là chúng ta đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng trái ngược với thái độ của cô, anh chống cằm suy tư ngày đêm trông ngóng, không thể nào chỉ hoãn được, đợi, không phải ai cũng đợi được. Cô đỏ mặt chưa hiểu rõ được dụng ý của những lời nói này. Cô khẽ nhìn xuống bụng mình rồi phán đoán, không đợi được sao, điện hạ nói là đứa trẻ trong bụng mình sao. Bây giờ cô vỡ lẽ mọi chuyện, mím chặt môi tư duy, sao mình có thể quên chuyện này được chứ. Cô xoa xoa lấy bụng cảm nhận từng nhịp đập rồi chăn trở, lẽ nào thực sự mang thai rồi. Cô nhìn về phía anh hoài nghi về quyết định vội vã nóng nảy của bản thân, liệu có phải là con đường đúng đắn nên lựa chọn, cho nên anh vì đứa trẻ này mới kết hôn với mình sao, nếu như vì có thai nên mới kết hôn, như vậy thật sự tốt đối với hôn nhân và đứa bé ư. Nhưng nếu thực sự có thai, điện hạ là người kế nhiệm, đứa bé trong bụng mình nhất định sẽ có quan hệ với hoàng gia, nếu không kết hôn với hoàng gia cũng nhất định sẽ không tha cho mình. Nhìn thấy cô thở dài ngao ngán làm cho anh sốt ruột lo lắng hỏi han, sao vậy, cô vờ gãi đầu tìm ra một lý do thoát khỏi khung cảnh hiện tại, không sao, không ngủ không đủ giấc, em muốn nằm lên giường thêm một chút, anh mỉm cười đồng ý, đi đi. Bóng dáng cô khuất dần cô lên căn phòng rồi, nhưng anh vẫn dõi theo nhìn cô bằng tất cả tình yêu, và sự chiều mến nồng cháy từng cung bậc cảm xúc. Trên giường cô chăn trở lật qua lật lại, không tài nào có thể ngủ được dễ dàng, tâm trí cô cứ mãi quay cuồng với những suy nghĩ và cảm xúc rối bời, khiến cô không thể tìm thấy sự yên bình để chìm vào giấc ngủ. Tại sao mình lại bị ma ám mà đồng ý cơ chứ, bây giờ hối hận có kịp không, điện hạ sẽ không diệt mình chứ. Cuối cùng cô thở dài quyết định ngồi dậy không nằm nhoài mệt não suy nghĩ nữa, bỏ đi vẫn nên trở về trường đã. Bước xuống nhà không thấy bóng hình của anh ở đây nữa, cô nắm chặt tay hân hoan vui sướng, điện hạ không ở đây tốt quá rồi. Dì Lâm thu dọn nhà cửa ngoảnh lên thông báo với cô một tiếng, điện hạ đi chạy rồi. Cô ngơ ngác, chưa rõ mọi chuyện nên bèn hỏi lại, chạy sao? Dì Lâm nói cho cô biết thói quen sinh hoạt của anh, đúng vậy, mỗi ngày, cậu ấy đều chạy 10 km. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, gắt gỏng ra tay chỉ bảo với thái độ cao có, dì Lâm, giúp tôi thu dọn hành lý, ngồi một đêm trên máy bay mệt chết tôi rồi, tôi đi tắm trước đây. Người phụ nữ ngẩng lên nhìn thấy cô thì hét lên. Cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to và miệng hơi há ra trong sự bất ngờ. Cô ta là ai? Cô quan sát nhất cử nhất động của người phụ nữ lạ mặt,
chăm chú xem biểu hiện của cô ta mà đoán mò. Hình như cô ta rất quen thuộc với nơi này, lẽ nào là bạn gái của anh ấy sao? Người phụ nữ lạ mặt bước vào phòng tắm thư giãn sau khoảng thời gian mệt mỏi. Cô ngồi ở ghế sofa cố gắng bình ổn lại cảm xúc xáo trộn, ghép nối những thông tin chi tiết mà ngẫm nghĩ, chỉ có bạn gái mới có thể quen thuộc như vậy. Cô quan sát những họa tiết đường nét, cách bài trí trong khuôn nhà mà thất vọng, chả trách ở đây có nhiều độ phụ nữ như vậy, căn phòng này bố trí rất tốn công. Nỗi buồn và sự tủi hổ ập đến bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy nặng nề và choáng ngợp, cho nên người phụ nữ đó rất quan trọng với điện hạ sao? Nói như vậy quả nhiên là tự mình đa tình rồi. Bây giờ cô căm giận đến mức tức tối, khuôn mặt cô trở nên rất khó coi, thể hiện rõ sự bực bội và phẫn nộ, mọi cảm xúc tiêu cực dường như đang bùng cháy trong lòng, làm cô không thể kiềm chế được sự tức giận của mình. Bản thân có bạn gái rồi còn cầu hôn mình, quả nhiên là bị chơi đùa rồi không vui một chút nào. Bỗng người phụ nữ lạ mặt lên tiếng gọi, "Này cô qua đây, lau tóc cho tôi." Cô ngỡ ngàng không tin chỉ thẳng vào mặt mình, "Tôi sao?" Cô từ chối một cách thẳng thừng và quyết liệt, "Thật ngại quá tôi không biết." Người phụ nữ khoanh tay tức giận trách móc, ngay cả lau tóc cũng không biết, sao tiêu chuẩn chọn người của Nam Uyển lại thấp như vậy. Lúc này thì dì Lâm ra giải vây, "Đoan Mộc tiểu thư cô hiểu nhầm rồi, Diệp tiểu thư không phải người hầu ở đây, cô ấy là khách của điện hạ." Đoan Mộc trở nên kênh kiệu, khinh bỉ trong từng ánh mắt, lại là một nữ sinh mặt dày bám theo học trưởng. Dì Lâm vội vã lên tiếng đính chính, "Đoan Mộc tiểu thư, cô hiểu nhầm rồi, Diệp tiểu thư, cô ấy..." Đoan Mộc bỏ đi trong tức giận không muốn nghe bất cứ thêm lời dài dòng nào nữa, bỏ đi chỉ là một người không quan trọng, đừng làm bẩn tai của bổn tiểu thư, tôi đi ngủ một lúc đây." Khi cô ta chuẩn bị bước đi thì bị gọi lại, "Cô đứng lại cho tôi." Đoan Mộc quay người cáu kỉnh, "Cô gọi tôi sao?" Cô tức tối nhưng nở nụ cười khinh bỉ đáp, "Không thì sao? Cô là một người không quan trọng tại sao lại xuất hiện trong nhà vị hôn phu của tôi?" Cô ta nhíu mày há hốc, "Cô nói ai là vị hôn phu của cô?" Cô tỏ vẻ kiêu ngạo đắc chí, "Còn ai khác sao, chủ nhân của ngôi nhà này là ai? Ai là chồng chưa cưới của tôi?" Đoan Mộc tức giận nắm chặt tay, "Cô..." Đoan Mộc tức giận giơ tay lên với quyết tâm chuẩn bị tát cô, để dạy cho cô một bài học, vẻ mặt cô ta thể hiện sự không hài lòng sâu sắc, cơn giận dữ rõ ràng, "Cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ, tôi mới là bạn gái của anh ấy." Nhanh như chớp Lưu Sa nắm lấy tay cô ta ngăn cản lại hành động này, cô lên mặt kiêu ngạo, "Vị tiểu thư này rốt cuộc là ai mới không biết xấu hổ, điện hạ không phải người ai muốn cũng có là được đâu." Cô buông tay Đoan Mộc trong lạnh nhạt hững hờ, Đoan Mộc chỉ biết căm phẫn mà gầm gừ, cô, thấy Lưu Sa đang rất phấn khích, chơi trò mắt lẻo thì Đoan Mộc nắm chặt cổ tay của mình rồi thách thức, "Có giỏi thì gọi thử xem." Ở đầu dây bên này giọng nói trầm ấm của anh văng lên, "Hửm, sao vậy?" Cô tỏ ra nũng nịu cố gắng ép nước mắt ra để nói bằng chất giọng tổn thương, "Anh yêu ở nhà có một người tự nhận là bạn gái của anh đó, vị tiểu thư này thật hung dữ, người ta sợ quá cô ấy còn muốn đuổi em đi nữa." Cô diễn tỏ vẻ đáng thương và bi thảm, không khác gì một nhân vật trà xanh, khiến người khác không khỏi cảm thấy đồng cảm và xót xa. "Nếu không thì em đi trước, em sẽ không làm phiền anh và bạn gái anh nữa đâu." Nghe thấy vậy thì anh bèn cho hỏi, "Quản gia là ai đến?" Người quản gia nhanh chóng bẩm báo, "Là Đoan Mộc tiểu thư." Đoan Mộc khoanh tay vẻ mặt vô cùng thỏa mãn đón chờ kịch hay phía trước, "Hừ, tiện nhân ngươi cho rằng ngươi làm thế thì có thể mê hoặc được anh ấy hay sao?" Cô cố ý bật loa ngoài thật to để Đoan Mộc vểnh tay lên nghe, "Thông báo cho quản gia tiễn Đoan Mộc tiểu thư đi." Đoan Mộc vô cùng thất vọng, kèm theo đó là cơn giông bão tố tức tối ùa đến. "Cái gì?" Anh lại lên tiếng nói tiếp, "Nói với quản gia không có sự cho phép của anh, không bao giờ cho phép một người phụ nữ thứ hai nào xuất hiện trong nhà." Đoan Mộc hoàn toàn thua cuộc, tay chân run lẩy bẩy vì lo sợ và bất lực, trong trạng thái yếu thế, cô ta chỉ thẳng vào mặt cô, vẻ mặt hiện rõ sự thất bại và bối rối, không thể giấu nổi sự tổn thương và thiếu tự tin trong từng cử động của mình. "Cái này..." Cô khoái chí cười hi hi, xả được một cơn giận tức tối, "Cô Đoan Mộc làm ơn mời." Cô ta rời đi trong vẻ uất ức không cam chịu, không quên gào lên, "Cô đợi đó cho tôi." Lúc này cô mới nhận ra bản thân làm hơi lỗ, bèn thắc mắc, "Điện hạ lát nữa trở về chắc không trách ta phải không?" Dì Lâm mỉm cười cam đoan, "Cô yên tâm đi, ngày ấy rất dịu dàng tình cảm." Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm lúc trước là cô đã lạnh đến thấu xương, dịu dàng gì có chắc không đó. Sau đó cô thở dài tạm quên những rắc rối vừa rồi, "Thôi không nói chuyện đó nữa." Dì Lâm thông báo, "Diệp tiểu thư điện hạ lập tức trở về ngay." Cô vừa quay người bước đi vừa dặn dò, "Dì Lâm nói với điện hạ là tôi sắp phải trở về với trường học nha." Trên xe cô vẫn nhớ mãi câu nói khẳng định chủ quyền của anh nói với quản gia, "Không có gì cho phép của tôi, không được cho phép sự xuất hiện của người phụ nữ thứ hai ở đây." Cô vừa hạnh phúc vừa nghi hoặc, sao cứ thấy ảo ảo sao thế, vì sao điện hạ lại đối xử tốt với mình như vậy? Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã đi nhầm đường, bác tài không phải đi sai đường rồi sao? Bác tài giải thích với cô, "Xin lỗi Diệp tiểu thư, nữ hoàng điện hạ muốn gặp người một lúc." Nghe đến cái tên này làm cho cô giật mình, nữ hoàng. Cô vô cùng căng thẳng đứng ngồi không yên, trên chiếc xe cứ bồn chồn thấp thỏm, cô không thể nào hình dung tưởng tượng được sự việc phía trước, vì sao nữ hoàng lại muốn gặp mình, chẳng lẽ điện hạ đã nói cho nữ hoàng rồi sao?
thoáng chất một cái đã đến nơi chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Trên đường đi gặp nữ hoàng, tâm trạng cô lên cao rồi tụt xuống như trò chơi chứng khoán chưa lúc nào bình lặng. Nơi này cũng không phải là hoàng thành, hẳn là biệt viện của nữ hoàng rồi. Nếu nữ hoàng hỏi mình về điện hạ, mình nên trả lời như thế nào đây? Người hầu nữ nhẹ nhàng mở cửa. Cô ấy mỉm cười cung kính, "Diệp tiểu thư, mời." Cô đặt tay lên cơ thể cố gắng che giấu đi sự bất ổn bên trong. Người hầu nữ dẫn cô tới rồi báo cáo, "Điện hạ, Diệp tiểu thư tới rồi." Trước mặt cô là một vị điện hạ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ăn mặc sang trọng từ đầu đến chân, trải chuốt từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cô chính là Diệp tiểu thư sao? Cô bị cuốn hút hoàn toàn bởi vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng của nữ hoàng, không thể rời mắt trước sự lôi cuốn và khí chất tỏa ra. Nữ hoàng đúng là đẹp y hệt trên TV mà. Rồi cô đáp, "Dạ." Nữ hoàng tay cầm ly trà, ánh mắt sắc bén không quên tra hỏi, giọng nói đầy uy quyền và sự nghiêm khắc, "Nghe nói tối qua cô ngủ ở Nam Uyển." Cô căng thẳng bấm bụng nghĩ thầm trong lòng, cố gắng trấn an bản thân trước tình huống khó xử này, tin tức sao lại lan truyền nhanh đến như vậy. Ánh mắt nữ hoàng sắc bén và lạnh lùng thể hiện rõ sự không hài lòng, dạy dỗ với một vẻ nghiêm khắc khiến người đối diện không khỏi run sợ, "Diệp tiểu thư, cô có biết không, phụ nữ không nên qua đêm ở nhà đàn ông." Trong đầu cô xuất hiện vẻ mặt nghiêm khắc trừng trị của nữ hoàng cao có thốt lên, "Phụ nữ không nên qua nhà đàn ông," làm cho cô hốt hoảng bồn chồn trong lòng, nay lại càng thêm căng thẳng hơn nữa. Xem ra là có người cáo trạng rồi, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh vốn có mỉm cười mà rằng, "Hoàng đế bệ hạ là..." Bỗng nhiên có một lời nói chanh chua vọng về, "Dì Đoan, dì nói thục nữ với không thục nữ với cô ta sao?" Đoan Mộc xuất hiện với vẻ kiêu sa, bây giờ đến lượt cô ta lên mặt dạy đời, dám dân thường thô tục như họ làm sao có thể hiểu được mấy thứ này cơ chứ? Mới sáng sớm đã gặp phải cô ta hai lần, khiến cho cô nóng giận nổi cơn thịnh nộ đùng đùng, thì ra là cô ta. Đoan Mộc chạy đến ôm chầm lấy bệ hạ, hết sức nịnh nọt lấy lòng tỏ ra thân thiết hết mức, "Dì Đoan, dì không biết rồi, đám dân thường thấp kém bọn họ vì chút lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm được." Cô tức giận cạn lời, người phụ nữ này thật là không thể chịu bị sỉ nhục xỉa sói một cách vô cớ như vậy. Cô đứng dậy đấu tranh một cách mạnh mẽ và quyết liệt, "Đoan Mộc tiểu thư, hình như cô có định kiến với thường dân chúng tôi." Cô ta không ngần ngại bày tỏ sự khinh bỉ coi thường tuyệt đối, có thành kiến hay không Diệp tiểu thư trong lòng rõ, "Diệp tiểu thư, ta nhìn thường dân như cô nhiều rồi, luôn cho rằng cởi đồ là có thể trèo cao, tôi nói cho cô biết điện hạ chỉ chơi đùa với cô mà thôi." Nữ hoàng im lặng mỉm cười mặc kệ cho Đoan Mộc thỏa sức nói lời sằng bậy, cứ nhắm nhi thưởng thức ly trà. Loại dân thường thấp kém như cô vừa ra đời đã chảy trong miệng giọt máu bẩn thỉu, tốt nhất là cô nên thức thời chút sợ, rời xa điện hạ đi. Cô không tỏ ra yếu kém, vẫn bình tĩnh khẳng khái đáp lại, "Đoan Mộc tiểu thư, mở miệng là một câu dân thường, lẽ nào quý tộc các người không nhận thuế của chúng tôi sao?" Cô mỉm cười hết lời chê bai, "Đoan Mộc tiểu thư nói tôi nhân phẩm không tốt, vậy tại sao cô mới sáng sớm đã xuất hiện trong nhà vị hôn phu của tôi vậy?" Đoan Mộc cứng ngắc đã bị cô ấy nắm thóp không biết phản kháng như thế nào mới phải, chỉ biết la lối, "Cô..." Ánh mắt của nữ hoàng sắc bén nghiêm nghị nhìn về phía trước, nữ hoàng đặt tách trà một cách nóng giận, tiếng kêu vang lên, "Đủ rồi, bà ta ra mặt bảo vệ hết mực cho Đoan Mộc, là tôi bảo con bé qua đấy từ sáng sớm, sao, Diệp tiểu thư có ý kiến gì?" Cô vội xua bàn tay bất giác, cô không dám bày tỏ suy nghĩ nữa, "Không có không có, chỉ là tôi cảm thấy hoàng hậu bệ hạ thân phận tôn quý, nhất định sẽ công bằng với dân thường và quý tộc." Bà ta mỉm cười chua chát, "Diệp tiểu thư có thể không quá hiểu rõ, mạch bạch với con bé lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm thanh mai trúc mã không sánh với hoa cỏ bên đường được." Cô hiểu rõ những lời nói sắc bén như dao, nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất là như mũi tên đâm thẳng vào tim cô, dùng miệng lưỡi sắc bén, ý tứ là Đoan Mộc Văn Anh là vương phi tương lai mà hoàng gia đã định. Bà ta tiếp tục cảnh cáo, "Diệp tiểu thư cô rất thông minh, tôi nghĩ cô sẽ hiểu ý tôi, mấy trăm năm nay hoàng tộc chúng tôi chưa từng ly hôn với thường dân, cho dù là bên chi cũng không ngoại lệ. Không bằng Diệp tiểu thư nắm lấy cái lợi trước mắt." Là một người nhanh nhạy, cô hiểu rõ, cô tỏ ra ngập ngừng ấp úng, ý của hoàng hậu bệ hạ là, trong lòng cô vô cùng coi thường cách làm này, thì ra là muốn dùng tiền đuổi người. Đoan Mộc tiếp lời, "Diệp Lưu Sa, mặc dù bộ dạng của cô rất hà tiện, nhưng không thể không thừa nhận cô rất thông minh." Hoàng hậu đại nhân mỉm cười ra giá để tống cổ cô, "Nể tình mạch bạch cho cô 1.000 vạn, đi được bao xa thì đi, đừng bám theo con trai tôi nữa." Cô thở dài ngao ngán làm ra vẻ mặt thất vọng chê bai, "Có 1.000 vạn, hoàng thất nghèo như vậy sao?" Đoan Mộc cho rằng cô là kẻ tham lam hút cạn máu người bằng tiền nên chỉ tay cảnh cáo, "Diệp Lưu Sa, cô đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt." Cô khoanh tay nháy mắt trực tiếp đối đầu với cô, không sợ hãi hay e dè bất cứ điều gì nữa, thẳng thắn ngả bài, "Ôi chao, Đoan Mộc tiểu thư cô đừng tức giận, tôi chỉ là nói sự thật thôi mà." Cô bắt đầu dùng lý lẽ kể lại, "Thật sự lúc trước có một người mẫu quấn lấy anh trai tôi, cha tôi cũng dùng tiền đuổi đi, so với các người tôi thấy cha tôi còn có thành ý hơn rất nhiều, lúc đó tốt xấu gì cũng đưa cho người mẫu nhỏ đó một hòn đảo. Hơn nữa đó là hòn đảo siêu to khổng lồ, các ngươi vậy mà chỉ đưa ra 1 vạn. Cô vỗ tay trêu tức, "Hoàng hậu bệ hạ, hay là thế này đi." Cô chống cằm đến lượt mình ra giá,
các ngươi muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý để tôi gả cho điện hạ, 1 tỷ đủ không? Cô dùng lời nói chọc tức nỗi đau của họ, ôi chao lão cha của tôi cho người mẫu nhỏ đó mấy trăm triệu, công tước đại nhân sẽ không đáng tiền bằng người mẫu đó chứ. Lúc này hoàng hậu đã lên cao trào đỉnh điểm nóng giận, hỗn xược. Bà ta quát lớn ị ôi, thường dân mà dám nói với ta như vậy. Bà ta tiến bước đến hành động, xem hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi thế nào, nên nhớ rõ thân phận của bản thân mình. Bà ta định giơ tay tát mạnh vào người cô. Cô nhắm mắt trong lo sợ. Sau một hồi bình an vô sự cô mở mắt với âm thanh, chuyện gì khiến cho mẫu thân tức giận như vậy, nhất định là xa xa đã chọc giận người rồi. Xin lỗi con sẽ dắt cô ấy về ngay. Anh lúc này xuất hiện đứng ra ngăn cản bảo vệ cô. Hoàng hậu sửng sốt thốt lên, mạch bạch con. Anh cầm tay dắt cô đi nói, trở về con nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy, tạm biệt mẫu thân. Nắm chặt tay anh trên đường trở về cô không khỏi bồn chồn, nghĩ ngợi suy tư rất nhiều. Thực ra hoàng hậu bệ hạ nói không hẳn hoàn toàn vô lý. Nhìn về người đàn ông quá hoàn hảo, rất đỗi tuyệt vời trước mặt ngỡ như không thể nào chạm đến, cô lại buồn phiền, thân phận của bọn mình thật sự khác biệt quá lớn. Hiểu rõ được tâm tư cảm xúc hỗn độn trong tâm hồn cô, anh ngoảnh về phía nhìn cô với ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng, đừng để tâm tới lời của mẫu hậu, em lấy tôi không phải lấy bà ấy. Thế nhưng chỉ một lời nói không thể nào làm cô hết nỗi vướng bận, nhưng mà, anh mỉm cười khẽ chạm vào vai cô, đừng nhưng nhị gì nữa, đi, dẫn em đi thử váy cưới, cô ngỡ ngàng ngạc nhiên, thử váy cưới sao? Một lát sau họ đã đến cửa hàng váy cưới, ở đây bày ra rất nhiều bộ đồ váy cưới đa dạng màu sắc lấp lánh, kiểu dáng phong cách độc đáo khác nhau. Nhân viên cửa hàng trưng bày niềm nở mời chào hấp dẫn, Diệp tiểu thư những kiểu dáng này đều là do ông chủ XL của chúng tôi tự tay thiết kế đó, mời cô lựa chọn. Cô vô cùng ngạc nhiên đôi mắt nở hoa, nhìn vào những bộ thiết kế đẹp mắt cuốn hút đó không ngừng cảm thán, váy cưới thương hiệu XL đã từng là giấc mộng xa vời của vô số cô gái đó, chứ đừng nói là do chính tay cô ấy tạo ra. Hạnh phúc trào dâng trái tim chìm đắm trong bể ngọt tình yêu, cô quay sang hỏi về những thắc mắc giấu kín trong lòng, điện hạ sao đột nhiên ngài lại đối tốt với tôi vậy, tôi có hơi được cưng mà sợ rồi đây nè. Anh không trả lời cô mà chỉ mỉm cười yêu chiều, khoan hãy cảm động vội đi, thử đồ trước đã. Thế nhưng cô không thể nào an tâm cứ như vậy bước đi mà phải xác định rõ ràng, điện hạ có một chuyện tôi nhất định phải hỏi kỹ mới được. Anh ánh mắt trìu mến nhìn cô hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô quay sang hỏi liên tục, điện hạ thân phận ngài cao quý lại ưu tú như vậy, có rất nhiều cô gái con nhà quý tộc đang đợi ngài lựa chọn, nhưng... Đôi mắt cô mở to tròn không thể nào hiểu được, nhưng sao ngài lại chọn tôi thế, tôi bình thường như vậy? Anh mỉm cười nhìn xuống. Cưới em đương nhiên là vì... Cô nhìn anh mong đợi câu trả lời. Anh nhìn thẳng mắt cô rồi hôn lên đầu cô nhẹ nhàng bảo, tôi yêu em. Ở bên này Tiểu Lâm cũng đang thử váy cưới, cô ta vô cùng vui vẻ háo hức đón chờ ngày lấy chồng, trưng diện lộng lẫy mà hỏi, Tồn Hạo em có đẹp không? Thế nhưng Khương Tồn Hạo vẫn chăm chăm nhìn điện thoại, mảy may không đả động đến cô ta, không nỡ nhìn cô ta một cái mà đã trả lời, đẹp lấy bộ này đi. Ánh mắt anh đăm chiêu như thế có chuyện quan trọng cần giải quyết ở điện thoại, thì ra anh ta đang nhắn tin với Lusa. Xa xa, anh sắp đính hôn rồi anh có thể gặp em một lần nữa không? Anh có vài chuyện muốn nói với em. Trịnh Tiểu Lâm nắm chặt tay không thể nào chấp nhận được, nước mắt cô ta trực cao sắp tuôn rơi, anh ấy chưa từng chân chính nhìn thấy mình một lần. Cô ta tiến lại gần quan tâm an ủi, Tồn Hạo, cô ta ghé sát người thể hiện tình cảm nồng cháy vun vén tình yêu lứa đôi, tối nay có muốn đến? Thế nhưng Khương Tồn Hạo đứng dậy trực tiếp thẳng thừng nói, Tiểu Lâm cô yên tâm, nếu chúng ta đã đính hôn rồi, vậy sau này tôi sẽ đối xử với cô đàng hoàng. Thế là anh lạnh lùng bảo với nhân viên, lấy bộ cô ấy đang mặc gọi lại đi. Trịnh Tiểu Lâm ngồi thụp xuống nhìn thấy điện thoại, cô ta đã thấy trọn toàn bộ tin nhắn mà hắn muốn gửi, cô ta nắm chặt tay không cam lòng. Nỗi bất hạnh căm thù bấy lâu nay không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy được, lại là cô Diệp Lưu Sa. Khương Tồn Hạo cầm lấy điện thoại giả vờ bảo với cô ta, hôm nay tôi còn có chuyện đi trước, lát nữa cứ gọi tài xế đưa cô về trường học. Trịnh Tiểu Lâm vờ như chưa hề hay biết chuyện gì vẫn mỉm cười, dạ được. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cô ta căm phẫn đến nỗi bực tức nước mắt tuôn ra. Tại sao qua nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thể quên được con nhỏ đáng ghét đó. Cô ta nhớ về thủ đoạn ngày xưa bản thân đã từng làm, cô ta đến tìm hắn đưa hắn vào bẫy, Khương Thiếu Xa Xa bảo tôi tìm anh, tôi dẫn anh đi tìm cô ấy. Nghe thấy tên gọi của người yêu hắn lập tức đồng ý, được. Cô ta bèn đưa hắn say nhèm vào phòng rồi nằm bất động lên đó, Khương Thiếu Gia nằm đây nghỉ ngơi một xíu, Xa Xa sắp tới rồi, trong cơn say hắn liên tục nhớ mong chờ đợi Lưu Xa. Xa Xa anh yêu em sau này anh sẽ không cãi nhau với em nữa đâu. Trà xanh ánh mắt rực sáng lửa, thỏa mãn với kế hoạch chu toàn của bản thân. Cô ta rút trong túi quần điện thoại của hắn ra rồi nhắn tin với Lưu Xa. Xa Xa xin lỗi anh lỡ uống nhiều rồi em có thể tới đón anh không? Sau khi nhắn xong Trà xanh mỉm cười với suy nghĩ bản thân sắp được yêu thương chiều chuộng, và thế là cô cởi áo hắn ra, không ngần ngại dựng hiện trường đầy thủ đoạn. Trong căn phòng khi Lưu Xa tới, cô ta giả vờ òa khóc nức nở. Xa Xa, cậu nghe tôi giải thích. Đến bây giờ nhớ lại nước mắt cô ta lại rơi, nhưng đó là nước mắt căm hận thù hận, tất cả là tại mày, Diệp Lưu Sa,
những năm nay anh ấy không bằng lòng chịu động vào tao dù chỉ một cái, Diệp Lưu Sa, tao nhất định phải hủy diệt mày. Buổi tối hôm đó, khi bầu trời đã chuyển tối, cô đang thong dong lướt web chơi trên máy tính. Bỗng nhiên có một số gửi tin nhắn đến điện thoại của cô. Xin chào, xin hỏi cô là bạn cùng phòng của Lovi phải không? Cô ấy uống say rồi, cô có thể đón cô ấy không? Tại địa chỉ này nhé. Đọc điện thoại xong, cô lập tức trả lời, tôi sắp đến rồi. Cô vội vã mang theo túi sách ra đường đón bạn, thầm nghĩ, chả trách bây giờ còn chưa về, cái cậu Lovi này học uống rượu từ khi nào vậy? Cô tiến đến quán rượu trong địa chỉ, đó là một nhà hàng xa hoa và sang trọng. Cô vừa tiến tới thì đã hỏi thăm, xin hỏi Lovi đang ở đâu, tôi đến đón cô ấy. Một cô gái niềm nở vui tươi sảng khoái trả lời, cô là bạn cùng phòng của Lovi, tôi là bạn cấp 3 của cô ấy, cô ngồi xuống trước đi. Cô ngỡ ngàng có chút bối rối, Lovi ở đâu? Cô gái vẫn chưa chịu trả lời, rót cho cô cốc nước cùng nụ cười tươi tắn. Cô đừng gấp gáp uống nước đi, cậu ấy đã tỉnh mới đi vào nhà vệ sinh rồi, chắc sẽ quay lại ngay đó. Nghe vậy cô bèn ngồi xuống chờ đợi. Cảm ơn, cô không hề đề phòng hay cảnh giác nào, cứ thế cho nước vào miệng. Cô gái đối diện bỗng nở nụ cười bí ẩn đầy đáng sợ. Đợi chờ một học hồi lâu, thời gian đã trôi đi khá dài, thế mà Lovi vẫn chưa xuất hiện. Cô bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên được nữa rồi, sao Lovi còn chưa về vậy? Đầu cô cảm thấy choáng váng, đau như búa bổ, đôi mắt lờ đờ không còn tỉnh táo nữa, sao đột nhiên mình cảm thấy khó chịu thế này? Và thế là cả cơ thể cô nóng bừng đỏ ran khắp người, cô ngã xuống ghế sofa trong sự bực bội, ôi nóng quá. Cô gái bèn đi ra gặp những người đàn ông nói những điều gì đó. Cô ta nở nụ cười sáng khoái thỏa mãn, con nhỏ đó là của các người, không cần nương tay đâu. Những tên đàn ông cặn bã này thấy thế thì vô cùng thích thú tiến vào gần, mà không ngần ngại. Cô ta cười với thủ đoạn thâm sâu hiểm độc, cô chính là Tiểu Lâm ngụy trang, Diệp Lưu Sa, tôi muốn cô phải nếm trải mùi vị này ha ha. Một trong ba tên tiến đến kéo lấy người của Lưu Sa. Cô bàng hoàng tỉnh dậy vô cùng khó chịu mà hét lên, các ngươi là ai, đừng động vào ta, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mấy người muốn làm gì? Những tên đàn ông này nghe thấy tiếng hét của cô thì càng vui vẻ sảng khoái hơn nữa. Ôi chào, là một em gái hung dữ, tôi đây thích nhất kiểu người như thế này. Thế là bọn chúng không nương tay nữa, trực tiếp hét lớn, mau bắt cô ta lại cho tôi. Cô cố gắng vùng vẫy dùng chút sức lực tỉnh táo cuối cùng để chạy đi trốn thoát, phải mau rời khỏi nơi đây mới được. Tên mặc áo trắng lấy ra con dao sắc bén nhọn hoắt, con đàn bà đáng ghét, xem hôm nay tôi xử lý cô như thế nào. Chạy được một lúc thì nhiệt độ cơ thể cô tăng cao làm cho hai chân mềm nhũn, cả cơ thể run rẩy không thể nào kháng cự lại được nữa. Cơ thể nóng quá mình không còn sức nữa rồi. Chân cô rất đau, bước đi trên sàn vô cùng khó khăn, và thế là một giây sau không trụ được nữa, cô tự mình ngã xuống. Tên mặc áo trắng cười đùa thích thú, hắn ta cầm chiếc dao chuẩn bị cho cô một nhát. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy hắn ta, khiến cho tên áo trắng vô cùng đau đớn quằn quại. A, đau quá, anh lại xuất hiện kịp lúc, anh gương mặt lạnh như băng cảnh cáo, nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Biến, thanh niên này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà vẫn hô to ầm ĩ, tên khốn nào lại dám. Ngay lập tức một cú đấm lao thẳng vào phía hắn ta. Cú tấn công mạnh mẽ táo bạo dứt khoát của anh, làm cho hắn ta ngã sấp mặt cả người loạn choạng. Sau đó anh lập tức xử lý những tên cặn bã còn lại, nhanh chóng đuổi bọn chúng, cút ngay cho ta. Anh thần tốc chạy về phía cô nhẹ nhàng bảo, xa xa. Anh tiến lại gần an ủi bế cô lên, xa xa, không sao rồi, anh dang rộng vòng tay ôm lấy cô rời khỏi nơi này. Còn chút ý thức cuối cùng cô nói thầm, điện hạ anh tới rồi. Chiếc xe chở cô về nhà trong an toàn. Trên xe cô ôm lấy anh, cả cơ thể bừng nóng, nhiệt độ tăng cao, điện hạ, toàn thân cô đau nhói, lời nói ngày càng một yếu ớt hơn nữa, điện hạ tôi, cô nắm chặt tay nhưng không chịu nổi. Cô thở hổn hển, nhịp tim đập liên hồi, luôn miệng kêu la, nóng quá, tôi chịu sắp không nổi nữa rồi. Anh nhìn dáng vẻ của cô rồi trầm ngâm, xem ra hiệu quả của thuốc phát huy rồi. Cô mím môi chặt cố gắng bình tĩnh, nhưng rồi đều bất lực, cô khoác tay lên vai anh, chủ động ôm lấy cổ anh, nói ra những lời bá đạo, điện hạ ngài là người đàn ông của tôi có biết không? Cô nhìn đôi môi mỉm cười tuyệt vời của anh, quan sát ngũ quan tuyệt tác vuốt ve nó, khuôn mặt này thực sự quá hoàn mỹ. Bàn tay cô đặt lên người anh cảm thán, còn có cơ thể hoàn mỹ này nữa. Anh ngăn cản cô, đừng làm loạn, đáng ghét. Thấy tình hình bất ổn, anh nóng vội ra lệnh, lái xe mau lên, người tài xế nhanh chóng đạp ga thật nhanh, phóng như tên lửa nhanh nhất có thể lao vút về phía trước. Cô đỏ mặt khẽ khàng thở hồng hộc, điện hạ tôi. Người cô dí sát vào cơ thể anh, xích gần khoảng cách như không có khẽ hở. Cô bất ngờ hôn lên đôi môi anh trong sự ngỡ ngàng của chính anh.